Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Cá Cảnh của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái vấn đề liên quan về cái thời tiết mấy ngày hôm nay. Trời nắng nóng quá thì xảy ra hiện tượng là cá chết nha các bạn. Đó, thì có thể nói là sao ta, mình cũng có gặp cái trường hợp này. Đó, thì cái cách khắc phục là cũng cũng khá là đơn giản đối với mình thôi, mình áp dụng cho cái đàn cá của mình đó thì cũng khá là đơn giản. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó. Còn bây giờ mình sẽ quay camera lại cho các bạn nhìn đàn cá của mình, mình vừa cho bạn xem rồi mình vừa nói luôn nha. Rồi, như bạn biết mấy hôm nay trời nắng rất là nóng đó, cái nhiệt độ nóng này nó ảnh hưởng đến con cá của mình rất là nhiều. Khi mà có thể nói là không phải cá của mình nhiệt độ nóng như vậy thì cái mầm móng bệnh nó ít phát triển thì mình không nói đi, nhưng mà khi mà nóng quá thì con cá mình nó sẽ có thể nói là nó sẽ bị dễ bị nhiệt độ tăng cao, nó bị sốc nhiệt các bạn đó, nó bị sốc nhiệt, nhiệt độ cao quá con cá mình nó cũng chết. Những con cá mà yếu yếu á, những cá mạnh thì mình không nói, nhưng mà những con cá yếu trong đàn cá thế nào cũng có, những con cá yếu yếu thì nó chết là chuyện bình thường đó. Có thể nói là chết không phải do vì bệnh mà vì thời tiết nóng quá. Mình đó thì ở đây mình có cái hồ cá này nè, bạn biết không? Đó, cái hồ này 30, 60, mực nước 25 mình để trong nhà. Đây cho các bạn nhìn xem rõ hơn chút. Đó, như các bạn thấy có hộ mình 30-60, mực nước 25 để trong nhà, nhưng mà ngay chính ngày hôm qua thôi chứ không xa đó thì mình cho cá ăn, mình nhúng tay vào trong nước thử. Các bạn biết mình đứng cái nhiệt độ nóng cỡ nào mà mình nhúng tay vô trong nước mà mình thấy nước ấm luôn, là các bạn biết cái nhiệt độ nó cao cỡ nào, mình cảm thấy nước nó ấm luôn. Thật sự là mình cảm thấy cái nước, cái hồ cá của mình ấm luôn. Đó, thì khi mà nhiệt độ ấm như vậy ấy, con cá của bạn nó sẽ dễ bị thiếu oxy. Như bạn nắng nóng quá bạn sẽ bị ngợp, vậy thôi. Vì thiếu oxy, nó thiếu oxy thì những cái con cá yếu yếu ấy, những con cá yếu yếu nó sẽ chết, ngợp chết. Mình để hồ cá trong nhà mà nó còn như vậy thì các bạn cứ nghĩ đi, những cái hồ cá mà các bạn để ngoài trời đó, nước nhiều, cái hồ mà cực lớn của các bạn nước nhiều mình không nói, những cái hồ mà nhỏ nhỏ phơi ngoài nắng như là mấy cái hồ thùng xốp 30-60, 30-40 thì các bạn biết nó nóng như vậy là cá của bạn chết chắc. Các bạn phơi trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nước nó hấp thụ nhiệt độ rất là cao đó. Cái thùng mốt các bạn sử dụng để chống lạnh rất là tốt, nhưng mà khi mà cái ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp xuống dưới nước, trong ấy của bạn đồng ý nó có bèo nhưng mà nhiệt độ nước nó sẽ tăng, nó vẫn sẽ tăng thì dẫn đến con cá chết. Thì lúc này thì các bạn nên sao ta, có thể nói là các bạn nên tìm kiếm một cái vật gì đó các bạn che chắn cho nó bớt nắng là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà các bạn phải đi thăm cá thường xuyên một chút, những ngày nắng nóng này các bạn phải đi thăm cá, thăm nước xem nhiệt độ nó như thế nào. Nếu mà nhiệt độ bình ổn thì ok, tốt, không thành vấn đề. Nếu mà nhiệt độ hơi cao thì các bạn yêu cầu các bạn chạy sủi hoặc chạy lọc để cho nó xả nhiệt bớt ra ngoài môi trường đó. Cái bồn của mình cũng 40 mấy lít nước, cả chục, có 40 lít nước chứ không phải là ít nha các bạn. Có 40 lít nước mà các bạn nghĩ đi, nó ấm như vậy, 40 lít nước nó xả nhiệt rất là chậm chứ không phải là ít, nó không phải là mau, xả nhiệt ra môi trường rất là chậm. Khi mà các bạn phải tăng điều kiện trao đổi nhiệt của nó lên cho nó xả nhiệt ra môi trường bớt. Đó, lúc này thì nó mới đảm bảo được. Không thể tưởng là ngày hôm qua mình đi thăm cá của mình, đi thăm chính cái bầy này thôi chứ không phải xa,
mình cho ăn mình nhúng tay vô được là cảm thấy lỗi bạn, mình cho ăn mình nhúng tay vô được mà mình cảm thấy nó nóng đó. Hôm bữa mình cũng có một cái trường hợp, mình vớt cái đàn cá con ra, mình muốn thay đổi chỗ cho nó, mình vớt ra mình định mình xem mình xử lý nó đàng hoàng hết, mình nhập chung hồ với cái đàn khác. Mình, các bạn tin được không, mình vớt ra xong mình để cái mực nước cũng thấp, mình sợ nó nhảy á, mình để mực nước thấp thôi, chừng 10cm gì đó, 5-10cm gì đó, rồi mình mới là xử lý bằng chúng cho nó sạch sẽ, dạng như mình tắm thuốc tắm máy đồ. Thì cái phương pháp đó mình vẫn sử dụng bình thường cho những đàn khác rất là ok, mình sử dụng cho rất là nhiều phương pháp, mình sử dụng rất cho rất là nhiều đàn cá rồi. Ngay chính ngày hôm đó, cái hũ của mình cũng nhỏ thôi, mình để trong nhà trên bàn, nắng một ngày mình chết một đàn cá, một đàn cá bảy màu, có thể nói là lên màu, đang lên màu cũng đang lên màu rất là ok đó, chết một bầy luôn các bạn. Không thể tin, không thể tin được. Tại vì các bạn đừng có nói là nó sốc nước nó chết. Mình múc nước cũ của hồ nó ra luôn. Cái nước mình đang sử dụng trong cái hũ đó, trong cái vật chứa đó, ở cái mức 10cm. Và cái nước đó là cái nước hồ cũ của tụi nó. Nó nói là không thể tin được. Đó, nó chết mình không biết nguyên nhân, không thấy triệu chứng bệnh hết. Tại vì đàn cá mình vớt ra rất là khỏe mạnh, mình muốn nhập chung bầy mà. Mình chỉ cho nó, mình tắm nó thì mình chỉ cho nó một chút xíu muối hột thôi chứ không có nhiều nữa. Nhưng các bạn đừng đừng tắm cá các bạn cho rất là nhiều muối hột, mình cho chút xíu thôi. Liều lượng muối hột mình lúc nào sử dụng nó cũng ít hơn là những cái bạn khác hết. Đó, mình cân đúng. Có thể nói là 10 lít nước là một muỗng cà phê, là 10 gram cho 10 lít nước để mình tắm. Mà đó là cái liều mà mình biết, nhưng mà mình sử dụng lúc nào cũng ít hơn. Khi mà tắm cá mình sử dụng tầm 10 lít nước có khoảng 5-7 gram thôi đó. Thành ra nó đâu có mạnh đâu mà nói mà cái con cá nó bị sốc muối nó chết, không đúng. Cá mình trị bệnh bằng muối hột á, mình dập còn nhiều hơn. Đấy, mà không ngờ là nó chết của mình một bầy đó. Rồi mình mới lại mình kiểm tra xem, mình cho tay vô hồ, vô cái bể đó mình vớt con cá ra mình xem, thì cái nhiệt độ của nước nó lại vô tình nó rất là ấm, rất là nóng, nó cũng khá là cao. Để trong nhà mà nhiệt độ nước đã vậy rồi các bạn nghĩ như thế nào khi mà để ngoài trời đó. Không biết những bạn khác nuôi có bị như mình hay không thôi, nhưng mà mình lại là bị cái trường hợp này. Nước để trong nhà mà nhiệt độ cao, có thể nói là tầm gần 30 độ luôn, 30, 31 độ gì đấy, chứ không phải là bình thường đâu. Mình phải công nhận cái điều đó, nó rất là nóng, rất là khó chịu. Con người mình là còn chịu không nổi mà. Đó, thành ra các bạn nên đi thăm cá thường xuyên, thăm nhiệt độ trong nước thường xuyên khi mà các bạn để cá ngoài trời. Những cái hệ thống lớn của những cái trại lớn, cái bể của họ rất là nhiều nước. Và thêm một cái nữa là họ có hệ thống in-out tự động. Đó, lúc đó là thay đổi nước mới vô liên tục. Thay đổi nước mới vô liên tục thì nó lại khác. Còn như mình nuôi á, thì mình nuôi nước như vậy, nước cù mà các bạn, mình thay thôi chứ mình không phải là xài hệ thống in-out. Thì nó dẫn đến nhiệt độ nước nó cao rồi cái con cá nó bắt đầu nó ngợp. Nóng mà cái nắng nóng mà các bạn còn ngợp mà huống chi mà con cá, phải không? Nó cá bắt đầu nó thiếu không khí. Cho nên bạn phải chạy lọc, chạy sủi rồi. Ấy hôm qua mình thăm
Bình thường thì một ngày mình mở lọc có một chút xíu thôi, tặng cho nó lọc 3 cái cặn nước, 3 cái phân thôi. Nhưng mà hôm nay mình đi thăm cá như vậy, mình thấy như vậy á, thì mình bắt buộc mình phải cái thời gian này mình phải mở lọc nhiều hơn chút. Đó là cái hiện tượng cá chết trong những ngày mà nắng nóng gần đây mà mình xác nhận được. Thì không biết các bạn có đồng ý, không biết những bạn khác có gặp như mình hay không. Đó, có thể là mình nói ra thì cái vấn đề này nó cũng khá là vô lý. Đó, cái vấn đề nó cũng khá là, có thể nó khá là nó lạ. Rồi, tính ra thì ngay buổi tối ngày hôm qua thì cũng đã có một cái cây mưa, ngay buổi chiều và buổi tối ngày hôm qua thì cũng đã có một cái cây mưa đầu mùa ở một số cái vị trí mà nó mưa rất là lớn. Ở tại chỗ mình thì mưa không được một can nước. Đó, thì buổi sáng trời quá nóng, buổi tối thì trời cũng khá là lạnh, thành ra các bạn nên thăm đàn cá của mình thường xuyên để mà phòng ngừa bệnh cho chúng. Đây là cái lời nhắc của mình thôi. Đó, hy vọng các bạn sẽ có một cái đàn cá khỏe mạnh. Nãy giờ thì video mình nó cũng khá là dài rồi. Xin cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye các bạn.